về tháng tư thì sắp tới là cái vi carbon thôi các anh chị, nó cấm vì nó độc. Về tháng tư về túi đen rồi nọ đó, thì bây giờ nó có cái này sẵn đây thì các anh chị thấy không, tôi không có bộ cũ sẵn lại đâu. Các anh chị xài cái này NLK One đây, các anh chị thấy là nấm và khuẩn luôn. Nhưng mà về tháng thư, về cái tập đoàn cholesterol tri chum á, về cái tập đoàn tháng thư á, là thúi đen á các anh chị, nó không phải thúi nhũng nhưng mà đen. Tháng thư không phải một thứ đâu, tháng thư nó có nhiều thứ. Một cái là một đốm đen nằm yên và lon, một cái là rải rác chấm đen là trị bệnh mắt cua. Tất nhiên là nó có cái đốm lủng xuống và nó u lên thằng này, và các anh chị cũng có thể dùng cái này chấm trực tiếp hoặc là cắt chiết, lấy cái này tha ngay vết cắt, bảo đảm với các anh chị không thối cái căn hành đó. Bộ này ngay một xe là ngừa này. Nói chung là thuốc thì các anh chị phải tuân theo cái liều hướng dẫn của nó, liều thấp là mình ngừa, cây mình chưa bệnh mình phun, còn cây bệnh là các anh chị phun liều cao nó cho phép là mình trị.